Tú xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang đến video của gia đình Tú Trinh. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Xin mời. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay thì anh Tú bỏ ra một ngày để nối dây điện cả nhà. Đèn thì cái em đóng lô phong thì người ta cũng em đạt á, cũng đã nối lên rồi hết rồi á. Giờ gắn lên rồi, giờ tới lượt anh Tú là đi đường dây điện. À, em Đạt hỏi anh Tú biết đi không, nếu biết đi thì muốn thợ. Mà nhà Trinh thì đó giờ là anh Tú đi dây điện. Cho nên là anh Tú cũng làm dây điện vô bóng đèn luôn. Thì có là 8 bóng đèn nó chắc cả ngày mới có xong. Thì hôm nay ở nhà Trinh quay cuộc sống của gia đình Tú Trinh hàng ngày luôn. Tại vì bữa nay anh Tú đi dây điện rồi nên là không có làm được gì hết. Thì nhà mẹ Trinh thì ăn chay, cho nên là hôm nay Trinh sẽ nấu món chay ha, làm món chay. Thì món chay ở đây Trinh mua tương, tương hột đó nha, tương đen với tàu hũ để mình kho tương. Còn ăn chay cho nên là đơn giản thôi, mình mua rau, rau để luộc thôi, như rau để trời mình bẻ. Còn trái bầu với ở đây thì cải này, cải súp lơ á, ăn tốt cho sức khỏe của mẹ lắm nè, nên là Trinh mua một bông cải súp lơ. Cái này là bắp non nha, với đậu bắp, mấy cái này thì ăn nó tốt á, cho nên là Trinh sẽ luộc. Tại vì ăn chay nó không có đủ chất rồi đó, nên là mình phải ăn mấy cái rau cải mà nó có chất cho nó tốt cơ thể. Để thôi là nếu mà ăn cái này không, phải chấm rau này không thì nó không có chất gì hết. Giờ Trinh sẽ vô bếp, Trinh với mẹ nấu ăn. Ý đồ lon không? Cho nô mẹ, nó nghèo luôn nè. Còn để giỏ luôn không được em? Tại vì cái giỏ này nó không được đẹp á. Ừ. Cái giỏ nó hơi sành sùi. Nên là nếu mình gọt giỏ thì mình luộc mau xíu, mau mềm. Rau cải trời thì phải lặt lại. Giờ tháng mưa là bắt đầu cải trời với rau cần cua. Ăn cua ít hơn hồ hổm mẹ ha. Ít lại rồi. Với lại nó cũng có nhưng mà nó sẽ bị ra bông á cả nhà. Dạ. Dạ. Cần cua nó ra trước cải trời. Tính ra là cũng ở quê Trinh cũng ăn rau cải cũng theo mùa. Rau cần cua, xong hết cần cua tới rau cải trời. Rau cải trời là chuẩn bị tới chuẩn bị tháng nắng lên đó. Rau cải trời hết rồi bắt đầu tới cây theo cây cù nèo. Cây cù nèo cũng nhiều lắm cả nhà. Bữa nào Trinh đi hái làm dưa chua bữa. Lấy cây cù nèo làm dưa chua ngon lắm mẹ. Dạ Tú nhớ hay quá, Tú không nhớ, Tú quên. Cá đồ cũng vậy đó. Nếu như là cá bún dừa đi, đặt mình thà giống như là mình canh theo nước để mình đặt. Chứ không thì nước cạn queo mình đặt cũng không có nữa. Mình tép cũng vậy nữa cả nhà, tép thì tới mùa tép lóng, rồi tới mùa tép bạc. Tép bạc thì tới mùa ha, giống như là mùa qua đó, Trinh thúc thấy mê ha. Nhưng mà nó hết cái mùa tép bạc rồi là kiếm con tép bạc của hôm ra, nó còn tép lóng không. Ủa nó chết đi mẹ. Hồi xưa thì như là mẹ Trinh đồ nàng thì kể lại thì tép bạc đất xanh. Mùa thì lâu. Nó là tép bạc đất xanh mà Trinh cũng không biết là đất xanh hay gì. Nó đất xanh tép, đất xanh tép bạc. Không mà người cũng ngộ ha. Tại vì ở đây tuy gần thấy dũng vậy đó, thấy dũng nhỏ vậy đó mà xúc xúc lát tép bạc không. Tép bạc, tại nó có mùa. Thì đó là đắt cái xanh ra quá. Rồi bắt đầu nó hết cái mùa tép bạc đó là bắt đầu tới mùa tép lóng. Tép lóng là con tép mà giống như con tôm mà nó nhỏ hơn con tôm. Mà nó có trứng với lại cái càng của nó nhỏ xíu đó anh Tú. Đó là tép lóng đó. Nhưng mà riêng đặc biệt là con tép bạc nó không có trứng nha. Tép bạc không có trứng. Ừ, nó không có trứng. Ngộ á. Còn cá bóng dừa mà tới tới mùa cá bóng dừa cũng dễ biết lắm. Đi ngoài lộ là dài dài người ta đi đặt cá bóng dừa rất là nhiều luôn. Ta đặt là mấy trăm cái lọt dừa mẹ, lọt cá bóng mẹ. Mới ít đâu. Đặt ta bán cả nhà. Còn Trinh với Tú đặt ăn thôi à. Mình đặt ăn thì mình vô mấy cái giường á. Vô mấy giường mà người ta không vô được á mình mới đặt mới có. Còn mà ngoài đường lộ mình nhìn khi mình thấy nó cái chỗ nó đẹp nó ngon vậy nhưng mà không có. Ta đặt. Ta đặt hết rồi. Và vô giường công nhận con có bóng nào có con nào không biết nói chuyện ha. Vô giường bự không. Cha hồi tối cha ra cho nó nhà quá đẹp rồi mẹ. Cha nó nhà Trinh quá trời đẹp. Cha ra chắc tối không ra coi bóng đèn. Bóng đèn hả? Bóng đèn sáng không? Nhưng mà chưa có gắn. Bởi vậy cha ra cho vào bóng đèn đi đâu, nó đi ra ngoài Trinh coi bóng đèn coi nó sáng đẹp không.
Để cái đầu cha nói vậy, cái bữa nay thôi, sẵn anh Tú chưa gắn đèn, bữa nay anh Tú gắn thì anh cho cha coi, với lại mình cũng làm gì cũng phải bỏ ngày mới gắn được con đèn đó nha. Cũng như là người ta gắn sẵn rồi mà câu điện á. Câu điện. Cái đó thì cũng hơi lâu, nó hơi tỉ mỉ chút xíu. Anh Tú thì không phải thợ, mà cái gì việc nhà thì làm được, làm mình không cần phải mướn. Cả súp lơ này, cây này ăn được mẹ ha. Nè, không gọt gì ăn cây được. Cái cải súp lơ đó lát ăn đó, nó lát mình luộc lên có vị ngọt á. Đúng rồi, nó ngọt mà thơm đi lắm. Giống như là mẹ chinh nè, mà một ngày không cần ăn nhiều, ăn 2-3 cái này thôi cũng được. Một cái này mẹ chia ra làm 3 cũng lần mẹ ăn cũng tốt. Ăn một lát ăn mấy nó ghiền ghiền sao nó ngọt á, rồi nó thơm. Thơm thơm. Đậu bắp luộc nguyên trái đi nè mẹ. Ừ, luộc nguyên trái. Cô chú anh chị có nghe con chim cu nó gáy không? Mấy cô chú anh chị nghe chim cu gáy nè. Tại vì con chim cu của Tú á, nó đi hẫm gài lâu rồi. Bữa nay chắc nghe làm ổ đầu vòng vòng đây nè. Mà hôm ngày Tú cũng sợ là bị mắc, ai ngờ nó làm ổ này nó kêu. Cũng bầu chim bỏ vô đây chim luộc trước luôn ha. Bầu nó lâu hơn. Chim bỏ vô xíu muối với chút xíu bột ngọt nha nhà, cho cái rau cải mình luộc á nó đậm đà hơn. Chai bánh phồng. Cái này là bánh phồng nếp. Hồng nếp thì cái nhỏ như này ở nhà, nhưng mà nướng rồi nó sẽ phì ra nha. Để tôi lấy cái dĩa. Nướng là nó phì bự ra luôn. Giờ nướng mình có cái tàu dừa, mình làm như cái bàn tay đó. Chụp nó lại. Bánh phồng mì thì nướng bằng than, còn bánh phồng nếp phải nướng bằng lửa như ở nhà nó mới phì. Chứ mình không đủ lửa nó không phì nữa mẹ. Chết rồi. Con quên cắt. Nó mới phì, nó chùi ra. Còn chị quên. Mình phải cắt gốc. Không cắt gốc là nó bị hãy đi cái đó gắt rồi nó mo lại. Ở đây thì mẹ cắt cũng bánh phồng mì mấy cái gốc ha. Bánh phồng nếp hả? Bánh phồng mì là nó không có phì. Dạ. Bánh phồng mì là bữa có 7 mà em nướng á, bánh phồng mì. Bánh phồng nếp phải nướng lửa, nướng than. Mẹ vợ với rể hợp nhau sợ trời. Bánh phồng nếp nướng sai cơ. Cái này thì mẹ Trinh cắt 4 góc như này cái nhà để cho nó đừng có cuốn vô. Cái này cũng dễ nướng đó. Như phải nướng lửa đủ lửa nó mới phì ra. Lửa nó mới chùi ra. Cái đó không thấy hùng nó không chùi. Sợ Trinh sợ nướng lá dừa nó hôi thối. Lá dừa thường hồi xưa tôi nướng bằng lá dừa luôn mẹ. Nang dừa nhưng mà sợ hôi thối thì có củi nhãn nè. Củi nhãn lên Trinh mới nướng. Phần luôn. Nang dừa mình phải chụm bên ngoài. Đó, tị ra. Cái này gọi là bánh phồng nếp. Cái bánh này ăn thơm thơm. Bánh phồng nếp, bánh phồng mì cái nào Trinh cũng thích hết trơn. Bánh phồng nếp cũng có cái mùi đặc biệt, mà bánh phồng mì cũng ngon nữa. Bánh phồng mì người ta quết một phay mì với nếp quá nè. Mì không. Bánh mì không luôn hả? cho mẹ nướng bánh. Nướng trong lò cái là sợ nó dính cái lọ ha. Lửa nhiều vậy nè nó mới lên nổi cái bánh. Nướng cái nó phì ra bị lớn luôn nè cả nhà. Ngon quá trời thơm. Cái này mà nấu sôi ăn cái nữa mẹ. Ngon nướng bởi mì phải sôi, nấu sôi. Đúng rồi. Nó giòn quá, nó rớt. Ngon lắm nè. Xin mời cả nhà luôn nha. Vàng ôm nè mẹ. Ngon nha.
Dạ ngon ha. Giống như bàn tay. Cái này nó co rồi nó dính nè. Nè cái này nó bẻ ra được nè. Nó còn nóng luôn. Chừa lại 4 cái đi. Chừa đi. Chờ ăn hết đi. Vậy không? Nó co hay không mà lúc này nè. Lúc này mấy là nó bị co đó. Nó mới nổi lên. Mới nổi lên nó co. Xích lên chừng lọ đó. Nướng này hồi dịu. À nướng khoái nướng. Hồi xưa là bà ngoại quét nhà cho nên là nướng cái nào nó bằng bự lắm, bằng cái xề của mình mà để mẹ xề nhỏ nè. Bự vậy đó mà nó nổi. Đây một dĩa bánh phồng mì để cây nữa con nướng nè. Đã xong rồi nè cả nhà. Ừ quá trời thơm luôn. Nổi này mình kho mình chiên ngon lắm. Hôm nay Trinh mua nhiều mà cho nên là cũng ngồi chừa lại miếng cho thằng Thư. Chuyên thích ăn cà hủ không vậy mẹ. Chuyên thơm. Cái này thì về Trinh cũng trụng qua nước sôi á. Lúc còn nguyên miếng á Trinh trụng xong rồi Trinh bỏ vô miếng giấy cho nó gáo. Cái tương này thì nó hơi mặn nha. Trinh không có ấy tỏi mà Trinh bỏ vô miếng dầu ăn. Bỏ vô đây thêm muỗng đường nữa thôi cả nhà. Cái này thì Trinh cũng bỏ vô rồi ha. Tương thì ớt mình nêm vừa ăn rồi đó. Bỏ tàu hũ chiên nè, Trinh bỏ vô rồi. Giờ Trinh bỏ hành lá vô. Bỏ hành lá, bỏ vô miếng ớt đi. Cho cái màu nó đẹp đẹp. Giờ thì bữa cơm gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong rồi ha. Con mời cha mẹ ăn cơm, Tú mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình Tú luôn. Cha mẹ ăn cơm, Trinh mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh luôn. Mời cả nhà ăn cơm. Ở ngoài đợi Thư thần đợi ở ngoài. Con mời ngoại, con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Con mời ông ngoại, con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Cái này là Thượng Với Thư nhường. Chứ thật ra là Thượng Với Thư con phải mời ông ngoại trước. Rồi ông ngoại mời lại sau, con hiểu không? Mời anh chị hai ăn cơm luôn. Con trai. Bên cả nhà con ăn cơm nha. Tại vì cái này ăn chay hay là má hai ăn chay trường nên là mỗi lần ăn chay thì mẹ mời má hai ăn luôn. Nếu mà được không? Quá trời nhiều hả? Với con trai. Ừ. Căn hú qua. Chán căn hú qua. Với con cẩm rồi anh nè. Cặp cẩm rồi đầy đủ rồi. Ừ. Chắc mò á mẹ. Ừ. Mưa. Ừ. Nãy định ra ngoài ngồi ăn rồi ở nhà mà ngoài nắng lấy dọn bàn vô cái mưa bay như tắm mây á nắng về vô giờ năm rồi à, chỉ cái cải cái tên nè tổ tuổi cha mẹ ăn tốt nó có nhiều cách cải gì hấp lợn rất là xanh hấp lợn trang cũng hấp lợn để hấp lợn cái gì vậy là bông cải. Muốn ăn trái thì muốn này mới ăn kèm vô. Ăn trái phải ăn người. Bữa rồi. Trái được. Trái bánh tôm. Giờ chấm vô vô. Vâng. Để ăn. Ngoại nhân cải lên để bóc hai loại nó nhiều. Có loại á. Cái kia là bông cải trắng, cái bông cải. Cái kia bông cải trắng. Bông cải trắng là chậm đây được. Bông cải thấp lên là không, ở đây không ai chậm. Cải thấp lên như là lạc không được. Bắp, đậu bắp trắng cũng ngon. Còn này thì hẳn hơn. Chấm nè. Nó
bắp thì ăn sống rồi sao được trước á ngoại. Ra sao thấy ngoại đi xịt thuốc á, ngoại nước à? Lấy thấy ngoại ăn được mà. Nó mắm được. Thì ai ăn được thì ăn bình thường. Ta xây sống đủ mà. Mày ngồi tốt vậy ăn cơm. Đây thì anh Tú cũng nói dây điện cả nhà, đi đường dây điện luôn. Này mua mấy thứ anh Tú? Này mua được mấy thứ nè. Mua mấy à? Gần 20 thứ. Này Tú mà lấy ra dây này dây 7 tim. Trong đây có 7 cộng ha. Tại vì Tú đi nguyên đường dây á, cái ba móng nó có nó đủ cái sức nó bị cháy dây. Còn đi cộng nhỏ quá thì nó bị dễ bị này. Câu cái này mau gọi hơn thôi. Cái cũng lâu á. Cũng không biết trước thôi, cô chú chị làm tới đâu rồi tới đó chứ mình cũng phải thì, gì. Anh Tú thì làm trong gia đình thôi cả nhà, chứ không phải là thời điện. Với lại cả nhà cũng yên tâm nha, cái lúc mà anh Tú câu thì hai chồng Kinh cũng cầu dao rồi, cho nên là không có điện nữa cả nhà. Tắt cầu dao xong hết rồi, câu đâu đó rồi Vinh mới bật cầu dao lên. Tới không Túc? Tới không? Đây đem dịnh đây. Đi lùng mã tử rồi. Lùng mà làm tới rồi cả nhà. Ở đây thì người ta làm sẵn vậy nè. Em đó có để sẵn ở đây ha. Bắt sẵn ống đèn hết là giờ anh Tú câu điện nữa là được rồi. Câu cộng dây vô là xong đó ha. Cộng dây với câu vô ổ điện là rồi. Đúng rồi. Mà tới 8 cái ống đèn nữa nha. Để chừng dịnh cho anh Tú cái nhà. Cái miếng lau phông này cũng dễ gỡ à. Con gái anh Tú không đủ chiều cao làm hơi cực xíu. Ở đây thì anh Tú cũng đã nối xong một bóng rồi đó nha. Giờ anh Tú qua bên đây. Kế bên. Để đường điện trên lao phong. Cái lao phong trên đóng cao cả nhà. Nó bằng, nó gần bằng với cái mặt cái mí tôn luôn. Tại mình đóng cao nên nó bằng mí tôn. Vì cũng dễ à, cái bắt đầu mình dài cái đó lên là được rồi. Cái lao phong. Nó có khớp sẵn á, mình gỡ ra cho mình bỏ vô. Rồi tới cái miếng bóng đèn, mình Tú gỡ cái miếng xuống để câu điện. Được không? Được, Tú nhắc cái ghế cho qua xíu. Cái em đạt thì nó đạt cũng cao ở nhà, cho nên là đứng lên dễ dàng lắm. Còn anh Tú hơi bị lùn. Hơi bị lùn, đứng hơi khó đứng. Này, mốt nghi, chắc nghi mang cặp cái ghế nhìn đúng quá. Lùng với giới không tới.
Rồi nghe đó mình cắt hay mình nói hả anh Tú? Nói vô hả? Ở nhà có người biết làm, ở nhà có thợ nhà thì nó khỏe, đỡ cái tốn tiền đi chạy điện. Cái chạy điện thì tốn tiền lắm á. Trình với anh Tú thì lúc trước các nhà anh Tú cũng, anh Tú học nổi thì anh Tú cũng chạy thêm. Cắn luôn hả? Cái kiềm anh đâu? Có kiềm anh giật tay rồi. Bén gãy thì găng, cái gãy thì găng cái tốn nhiêu tiền đó cho bén. Đứng nhóm luôn cả nhà, lùn quá đứng phải nhóm mới tới. Thế nên anh phải kêu bỏ xuống mới được chứ, tôi không bỏ xuống khó nói lắm, tại anh nhớ không tới. Anh phải bỏ xuống anh mới nói được. Phải cào thêm chút xíu nữa hả? Ừ. Mốt cho anh uống sữa thêm quá. Sữa nuôi cao cổ á. Cho anh uống sữa voi cũng không cao chứ, nó hôi cao cổ. 40 tuổi rồi nó chai rồi, đồ hôi cao cổ. Tới không Tú? Hơi lộn xíu. Hơi nhón nhỏ xíu. Cái cộng đỏ với cộng vàng là gì? Tôi là cộng nguội với cộng nóng à. Chớp vô anh tôi giới thiệu. Cộng vàng này nè. Ủa? Cộng đỏ. Cộng xanh. Cộng xanh. Cộng xanh này là cộng chồng. Lửa nè. Cộng vàng là cộng nguội. Hai chồng nói xàm thôi, cầm cộng xanh nói cộng đỏ. Anh Tú cần cộng xanh nói cộng vàng. Cộng xanh là cộng nguội. Cộng đỏ là cộng nóng. Gì vậy? Em nói gì vậy? Ý em nói là cộng xanh này nè là lửa, còn vàng là nguội. Thôi mình lấy đi dây đỏ đi hả ba? Dây đỏ nãy mua mà nó hết rồi, nó còn chút. Đúng rồi, không đủ. Không đủ. Dây đỏ thì mình biết cộng nóng nó dễ hơn. Hồi trước này ba bóng nữa nha, tôi làm được hai bóng rồi đó. Chứ là cái này bằng màu trắng à? Qua ly bên bình bông của nước mẹ này nó nở đó nè Tú. Nở đã thơm thì là thơm đi cả nhà. Qua bách hợp á, có người gọi qua bách hợp, còn Trinh quen gọi qua ly á. Nó thơm thức luôn. Còn chút nữa tới rồi. Thợ vậy, ông thợ thay bóng đèn, thay điện để hai bên hai cây kiện ha. Y như thợ vậy ha. Để hai bên tụt cái quần luôn á. Tới rồi. Tại cái này Trinh đóng lau phong cao á, cho nó thoáng mát, cho là mình hơi giới xíu. Còn cái lau phong của mẹ Trinh chỉnh nó thấp á. Ê chưa nè, nó chưa bằng nha. Nó chưa vô phớt. Rồi vô rồi. Cái này mấy em làm sẵn rồi, chỉ cần mình gỡ ra cái mình để ngay phớt. Cắn luôn cái kiềm anh kìa. Không, cái này cái kiềm còn lâu hơn. Tại nó cũng mềm mà. Cắn lỡ vậy? Lỡ gãy răng sao? Dễ vậy. Thôi cái cọc. Ghê quá anh Tú ơi. Cắn dây điện cái nghe e răng chứ. Xong rồi nói cái là được rồi nha. Cắt cái cọng dây đó. Cắt cọng dây đó giữa. Là ba cái ống đèn này chung một ổ anh Tú. Chung một công tắc đúng không? Ba cái ống đèn này anh Tú sẽ làm chung một công tắc như thế nha. Đây là một cái công tắc là nhiều tiền lắm. Với lại ba ống đèn này nó bây giờ nó xài đèn led không mọi người đúng không chị? Nó có nặng điện không? Cái cửa của anh hỏi chị Phượng cho Trinh mà chưa có gắn được cả nhà. Tại vì anh Tùng làm sai chút xíu á, nó không bằng á. Nên là anh Tùng sửa lại mà chưa có thời gian sửa. Anh mắc đi đóng đồ, gáp cửa cho anh ta, cho nên là anh không có ở nhà, anh không sửa được ha. Tôi mới chạy đi mua thêm cái nẹp anh cho đựng thấy dây điện cả nhà.
Thì chú đóng điện rồi xong rồi ha. Giờ thì cộng lửa thì đưa vô đây ha. Nó có đường dây lửa nè, nó đi song song rồi ha. Đường dây lửa. Đường dây lửa đi song song. Đường dây nóng, đường dây nguội. Đúng rồi. Nóng với nguội. Người ta kêu lửa với nóng cũng được nữa. Ủa lửa nóng với nguội. Lửa với nguội. Lửa với nguội. Nóng với nguội là cho nó dần công. Còn này là dây công tắc này ha. Dây công tắc thì tú đấu ngay chân khúc này. Ngay chân đường dây lửa mà đi xuống dưới công tắc. Còn dây nguội thì nằm xuống túp lô đây nè. Cô chú chị. Nè. Đó, hai cộng dây nguội với đi xuống dưới túp lô hết. Đó, với cộng dây công tắc đó người nó có hai cộng ha. Giờ mình tú đấu xong ha, giờ anh tú gắn vô. Giờ gắn vô, gắn vô. Giờ xong là thử điện được rồi đó nha. Lên gọi sao kỳ hí hồi cháy rồi cả nhà. Ê, tôi đi dẫn về á. Tưởng đâu nay ông thợ kỳ vậy, bắt không cháy chứ. Ờ, câu đấu đèn thì nói là cháy là chết luôn á. Ở đây thì ba bóng nha anh, cho đổi màu luôn anh, ba cặp một rồi, nó có một tắt rồi đổi ba màu nha. Một nè, tắt cái nữa nè đó. Nó ra cái màu hơi vàng hơn xíu nha, nó ra hơi vàng nữa đó. Cái này màu hơi trắng hơn, còn cái màu giữa là màu hơi vàng rồi, màu trắng nè. Trắng này là trắng. Đạt nói với Tú là tới ba màu, trắng rồi vàng rồi. Vàng vàng mấy như nó hơi ngã vàng màu trắng. Vàng thôi chứ không có vàng vàng lắm, vàng trắng. Rồi tới màu đỏ ha, màu vàng. Màu vàng vàng hơi ngã, hơi ngã màu vàng. Ngày sáng luôn đêm dữ nữa. Đó, màu ba vàng, màu trắng vàng. Tại vì trên lựa là lựa màu trắng á, cho nên là em Đạt lấy cái màu trắng trắng tư với màu trắng hơi ngà ngà với cái màu trắng hơi vàng vàng chút xíu à. Ồ, thì bình thường trên Bắc cái màu trắng này. Ban ngày rồi sáng vậy, ban đêm nữa sáng dữ dữ lắm đó. Tại vì nó dội vô cái tường á, tốt dội vô tường thấy sáng sáng chỗ cái tường đứa mẹ nữa nè, sáng chân à, sáng chân luôn, ban ngày sáng ánh cũng nha. Rồi cả nhà cho anh Tú mấy điểm. Cả nhà cho anh Tú mấy điểm đây, anh Tú đã làm xong rồi nè cả nhà. Rồi giờ còn năm bóng bên trong nữa nha, năm bóng nữa, năm bóng. Giờ anh Tú đã xong ba bóng này rồi cả nhà. Chỉ mưa nhưng mà trong nhà trên không có bị tối, sáng chân luôn. Ở thêm anh Tú câu điện nè, giờ sáng chân luôn nè. Cái này là Trinh quay cho cả nhà xem nha. Vậy là em nghe anh là thấy cái nắp vô ạ. Rồi anh gắn cái nắp lên. Giờ anh muốn gắp cái nắp lại, gắp nắp lại cho đẹp quá nha. Thì mình ấy gọn lại, mình gom gọn lại cái mình đóng vô. Bốn bóng nhỏ thì chung một con tóc, còn bóng đèn bự thì riêng. Bóng bự quá. Với lại nhiều khi mình muốn bắt bóng đèn bự, mình không bắt bóng đèn kia là do tiết kiệm, thì mình phải để riêng ra, mình tách riêng ra. Nó thiếu. Em tách rồi nha. Rồi. Nó thiếu quá, nhiều tú phải nhìn kỹ lại. Thiếu xuống chút không tú phải nói tại. Phải mua thiếu. Mua thiếu quá. Mua thiếu chút á. Nói gì cái nhìn hết đẹp không à? Ừ, nhưng mà nửa ôm vô đẹp thì nha. Ôm vô cái da cái đó không thấy gì. Em mua tưởng để gì thấy nó đen thùi luôn. Mình đấu này phải kỹ, lửa không lửa ra nguội thì nữa nó cũng cháy nữa, nhưng mà thời gian sau này bị thúi bóng. Nó hơi bóng. Bóng xong mình tôi bắt đèn đi quay cho cả nhà xem nha. Để suy nghĩ cái. Cho suy nghĩ đó. Cả nhà cho anh Tú suy nghĩ 15 phút á. Đây thì anh Tú xong rồi nè cả nhà. Bốn bóng rồi ha, với một cái bóng giữa bắt anh này. Rồi. Đây một bóng giữa. Bốn cái bóng nữa là năm bóng anh Tú câu xong rồi nè cả nhà. Đó, đẹp ha. Nó có giống y như ngoài giờ trước thôi, nó cũng có ba màu á cả nhà. Bóng đèn tắt. Tròn mà bốn đèn bự ngay giữa cũng y gan vậy luôn á. Y gan vậy luôn á. Màu nhà. Màu đường ma lên nè. Rồi 2 3 nó màu trắng, còn y vậy luôn. Rồi, quá xa đẹp luôn, cho anh Tú 10 điểm. Cái nhà thì dây điện, đường dây điện thì anh Tú hôm nay cũng đã đấu xong rồi cả nhà. Xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã thương mến xem video của gia đình Tú Trinh, ủng hộ cho hai vợ chồng để hai vợ chồng có thêm động lực ra được nhiều video. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trinh không biết nói gì hơn thì mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video phần sau nha. Xin chào cả nhà.